Đây xem tay nghề của em như nào. Thế idol bây giờ idol gì bây giờ? Em sẽ làm chè thập cẩm cho anh ăn nhá. Ok luôn, em làm thì anh ăn đấy. Ok. Không biết đứa cháu của anh giờ người ta trọ ở đâu ấy. Nghe trên này này. À. Còn gì? Quên rồi. Trước này thuê ở trên này, không biết là... Thì vẫn ở trên đấy. À, vẫn ở trên đấy à? Cái tưởng trước là nó chuyển đi đâu chứ? À. Béo lìa đi bộ hay sao? Rất là nhiều đồ luôn. Đây cái chú muốn tiền à? Cái này là cái size đá hả? Rồi. Ôi nhanh nhỉ. Vèo phát xong luôn. Làm bao nhiêu cũng được, ở đây là đá. À, anh ít ít thôi. Đấy tầm đấy thôi. Đấy cho như thế thôi, cho nhiều quá nó lạnh quá anh. Ừ, thấy đâu. Đây là sữa à, hay cái gì đây? Đây là nước cốt dừa. Nước cốt dừa hả? Nhìn trong hấp dẫn ha. Được cái loại màu luôn. Ok. Đấy, bây giờ mình sẽ thèm thích tay nghề của em Dín xem nó ngon không nhá. Thằng cũng quậy cả. Ôi ôi. Nè. Rồi bây giờ anh dùng xe ăn bắt chè của Dĩnh làm nha. Ok, chào mọi người nhá. Mời mọi người đi cùng với Dũng La Cà. Hôm nay La Cà xuống tận Lào Cai. Tối em chọn ở đâu ra? Ở đây hả? Em cũng chọn ở trên. À, chọn trên đâu? Trên chỗ chị Trúc ấy. Nhưng mà không phải là cùng phòng. Cùng trong nhà. Chỉ là cùng khu đấy thôi. Đi ăn gì nhà mình ấy. Ừ. Xem mắm nha. Em phải ăn nhiều vô chứ, ăn mới còn một miếng bé tí. Không có biết vị đâu. Chắc ha. Được rồi em ạ. Chắc ha. Thế thì ngon đấy. Ngon đấy. Ừ. Em bảo rồi, ăn vào là chỉ còn nghiện thôi. Đi về nhà nhớ em đây. Chích lên cơ. Được. Ngon. Nó cũng đơn giản mà ngon. Ừ. Đây là chè thập cẩm còn nhiều chè nữa. Ừ. Anh ăn ngon miệng nha. Ok, bye bye.